À, chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ loa xem phim của JAMO, đó là JAMO S803HCS. Bàn tay em là cánh sen thơ ướt trong vòng đêm mái tóc. Nụ thanh xuân còn ấp em ơi, nếp xinh áo lụa thơ ngây. Xin trăm năm em về tình khơi. JAMO S803HCS là bộ loa xem phim nhỏ nhất thuộc cái dòng Studio 8. Đây là cái dòng loa thiết kế để chuyên nghe nhạc xem phim của JAMO. Thì S803HCS đáp ứng tốt cho các bạn ba nhu cầu. Thứ nhất là nó đáp ứng tốt cho các bạn những cái người yêu thích chất âm của JAMO, thương hiệu rất là nổi tiếng ở Đan Mạch và rất là thịnh hành tại thị trường Việt Nam. Cái thứ hai là đáp ứng tốt cho các bạn về mặt ngoại hình. Thì đi theo cái lối thiết kế theo kiểu phong cách châu Âu nên nó rất là hiện đại, phẳng và sang trọng. Từ cái màu sắc thiết kế cho đến các cái chi tiết điểm nhấn nhỏ, JAMO chú trọng rất kỹ nhằm đem đến cho các bạn một cái bộ loa xem phim không chỉ có chất âm tốt mà nó phải là một cái món đồ nội thất hoàn hảo để phù hợp với lại các cái concept, các cái ngôi nhà hiện đại của các bạn. Nó tôn thêm và cũng như là điểm nhấn cho cái ngôi nhà nó thêm đẹp hơn. Cái thứ ba là đáp ứng tốt cho các bạn về cái nhu cầu không muốn đồ nội thất nó chiếm quá nhiều trong không gian nhà cũng như là cái phòng mình nhỏ. Đây là cái mẫu loa đáp ứng cho nhu cầu xem phim cơ bản là 5.0, nên sẽ có là 5 loa. Thì các bạn có thể thấy là hai cái loa lớn là làm left right, nó sẽ có là cái mã là S803, có một cái loa center là S81 và hai loa surround là S801. Về chất liệu vỏ ngoài của S803HCS cũng như là cái dòng Studio 8 thì JAMO họ sử dụng cái chất liệu là MDF cao cấp, sẽ phủ một cái lớp màu veneer trắng rất là đẹp, và đặc biệt là ở cái phần loa chép các bạn sẽ thấy là được veneer vân gỗ tạo một cái điểm nhấn rất là đẹp cho loa, cũng giống như là việc nhà chúng ta hay hiện tại những cái ngôi nhà hiện đại thì mình hay sơn tường màu trắng, thì đa phần các bạn sẽ có các cái điểm nhấn, ví dụ như là một cái bức mà tường gỗ hoặc là một cái bức tường đá, nó cũng như là nó tạo một điểm nhấn cho tổng thể cái bức tường trắng của cái căn phòng của ngôi nhà. Thì cái trên JAMO S803 cũng như vậy, tổng thể các bạn thấy là như một cái bức tường trắng nhưng mà nó có thêm một cái lớp điểm nhấn là một cái lớp veneer vân màu gỗ walnut rất là đẹp, tôn lên cái nét đẹp cho cái loa rất là nhiều. Rồi cái thứ hai đó chính là cái A căng của cái dòng loa Studio 8 này, thì JAMO họ sử dụng cái chất vải là vải linen. Thì cái vải này các bạn sẽ thường thấy trên những cái bộ sofa vải hiện đại mà chúng ta thường hay sử dụng á, là nhà sản xuất họ rất là hay dùng cái chất liệu vải linen này. Thứ nhất là nó rất là đẹp và sang trọng, cái thứ hai là cái độ thông thoáng nó rất là tốt. Thì khi mà các bạn có thể thấy là mình lắp e căng vào trên loa, nhìn loa nó rất là phẳng, nó gần như là nó tông sượt tông. Nếu như các bạn sử dụng cái bộ sofa vải trong nhà thì nó tông sượt tông với lại cái các cái đồ nội thất khác, nó phối với nhau rất là đẹp trong cái không gian nhà của mình. Với cái phần e căng vải đẹp như vậy thì các bạn yên tâm là ví dụ nhà mình có con nít nhiều á mà sợ tụi nó hay chọc phá loa, yên tâm là mình lắp e căng vào nhìn loa vẫn rất là đẹp và sang trọng. Và cái miếng e căng này nó sử dụng 500 hít, cho nên các bạn việc mình tháo lắp vào cực kỳ dễ dàng. Rồi về công nghệ trên dòng Studio 8 như là trên mẫu S803HCS này, thì S803 sử dụng cái loa trep là trep đơm lụa, nó mềm và có đường kính là khoảng 2.5 cm, và sử dụng cái thiết kế theo cái kỹ thuật là waveguide. Thì cái kỹ thuật này các bạn thấy là cái phần phát loa này nó sẽ dẹp và nó lớn ra từ từ như thế này, thì nó sẽ giúp là tạo cái hướng sóng âm nó phủ rộng hơn, giảm thiểu cái độ méo, tăng cường cái dãy chép thấp nó mạnh mẽ và nó chi tiết hơn. Của loa mid bass trên S803 họ sử dụng cái chất liệu là sợi poly có phủ nhôm. Thì cái đặc tính của cái chất liệu này nó chính là nó nhẹ nhưng mà nó lại cứng. Nó kết hợp với lại cái vành nhúng cao su, nó sẽ giúp đáp ứng nhanh các cái tần số khi mà nó hoạt động, và nó giúp giảm thiểu tối đa cái sự méo tiếng. Và với cái thùng loa thiết kế theo kiểu là bass reflex, nhưng mà JAMO họ thiết kế cái lỗ thoát hơi ở phía trước như thế này, thì các bạn có thể mình yên tâm mình đặt loa ở sát tường mà không lo cái việc
hiện tượng dội âm mù nền. Và cái thứ hai là với thiết kế như vậy thì cái tiếng bass nó sẽ sâu và nó đi rộng hơn. Rồi ở trên S803 nó sẽ có một cái đặc điểm, đó chính là ở phía trên á, nó sẽ có bốn con ốc. Thì bốn con ốc này nó sẽ giúp cho các bạn gắn cái phụ kiện là S8 Atmos để các bạn có thể mở rộng cái hệ thống xem phim của mình từ 5.1 lên thành 7.1. Thì trên các cái mẫu loa có dòng S803 HCS thì ở toàn bộ ở phía sau á, Jamo họ đều gắn cái bass để các bạn có thể treo tường. Thì như hồi nãy mình đã nói cái tiêu chí thứ ba, đó chính là các bạn muốn một cái bộ dàn âm thanh xem phim, nghe nhạc hay, có chất âm đúng kiểu Jamo. Thứ hai là nó đẹp, hiện đại, hợp thời trang theo chuẩn phong cách châu Âu. Thứ ba là giải quyết cho các bạn một cái nhu cầu, đó là không chiếm quá nhiều diện tích trong phòng. Thì ví dụ như cái phòng khách, phòng giải trí của bạn, mình có thể nhờ đội thi công họ đi sẵn dây âm tường. Mình không thích để loa trên kệ này nọ thì nó khá chiếm chỗ, thì mình có thể mình treo lên tường luôn, hoàn toàn không có một sợi dây nào cả. Thì tổng thể căn phòng giải trí, phòng khách của bạn nó đáp ứng chất âm hay, đẹp, hợp thời trang theo phong cách châu Âu và hoàn toàn không dây. Loa surround S801 thì nó cùng cái kiểu thiết kế, chất liệu cũng như là cái kỹ thuật sản xuất như là trên S803. Nó chỉ khác chỗ là cái lỗ thoát hơi nó được đặt ở phía sau mà thôi. Và cái của loa bass nó sẽ nhỏ hơn S803, nó cùng kích thước với lại cái loa center. Và loa center thì ở dưới phần này nó, nhà sản xuất có bố trí cho bạn hai cái chân hình chữ A, nhưng là nó hợp cái kiểu các cái kiểu concept đồ nội thất bây giờ, giống như các bạn có thể thấy trên cái mẫu ghế sofa thường hay có cái chân như thế này, rất là đồng bộ với cái đồ nội thất phòng khách của bạn hiện đại. Thì với cái hai cái chân này mình có thể mình đặt kệ hoặc là mình treo trên tường, hai cái bass ở phía sau. Và với màu trắng này các bạn yên tâm là mình không có sợ là nó dễ bẩn hay gì cả, bởi vì cái chất liệu MDF phủ màu trắng như này nữa, Jamo họ sử dụng cái chất liệu MDF cao cấp nên việc vệ sinh nó rất là dễ dàng. Nếu như các bạn mình có khăn và nước rửa kính, mình xịt chỉ cần ấm ấm nhẹ nhẹ thôi, rồi mình có thể mình lau những cái vết bẩn ở trên các cái bề mặt màu trắng như thế này. Các bạn yên tâm mình sẽ không ngại cái vấn đề là cái việc cái màu trắng nó gì dễ dơ. Thì để phối ghép với cái bộ S803HCS này có rất là nhiều lựa chọn về âm ly AVR. Thì bên Andy Audio có một cái khuyến mãi cho các bạn, đó chính là khi các bạn mua S803HCS này với chiếc âm ly Denon AVR X250BT với cái tổng giá trị là khoảng 19.650.000, thì các bạn sẽ được tặng ngay một cái chiếc loa sub của Clips với tên mã là R8SW và một cái bộ mixer kèm micro Sumiko MK2 như cái clip trước mình đã giới thiệu. Thì với cái chiếc loa sub các bạn có thể hoàn chỉnh ngay cái hệ thống xem phim 5.1 của mình, và cũng với loa sub và có thêm một cái bộ mixer micro để hát karaoke, và có lã loa xem phim nghe nhạc nữa, thì các bạn có thể mình hát karaoke được ngay tại nhà. Với một cái bộ giá trị khoảng 19.650.000, các bạn có thể có ngay cho mình một cái bộ loa nghe nhạc hay, xem phim 5.1 được, hát karaoke được, và thiết kế tiêu chí đúng cái phong cách nhạc hiện đại, sang trọng, châu Âu, hợp thời trang. Thì nếu như các bạn muốn trải nghiệm chất âm thanh được rõ hơn và xem trực tiếp mẫu loa xem phim Jamo S803HCS này, thì các bạn có thể đến ngay cái showroom của anh Duy Audio cũng như là các đại lý của anh Duy trên toàn quốc. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.